Khi mà chúng ta bước vào khoang nội thất của xe á, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng là ở vô lăng thì đã thay đổi về cái logo để trên bảng vô lăng rồi. Vâng, và chào mừng toàn thể tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với kênh bán hàng của mình, AutoTrack Sài Gòn. Và ngày hôm nay sẽ không phải là một cái video để giới thiệu và đánh giá sản phẩm nữa, mà trong hôm nay sẽ là trong một số cái chuỗi video để mình có thể là trả lời và giải đáp thắc mắc của một số quý khách hàng đã comment bên link và bình luận bên dưới cái video của mình, và đặc biệt là quan tâm đến dòng sản phẩm là SRM X30 V2 với V5. Thì đấy, thì một số khách hàng đã bình luận ở dưới bên video của mình rằng là khách hàng đang phân vân giữa không biết là nên chọn con xe 2 chỗ hay là xe 5 chỗ để có thể là đầu tư vận chuyển hàng hóa của mình. Và cái thứ hai nữa là làm sao để phân biệt được dòng xe 2 chỗ và 5 chỗ đời 2020, 2021 thì nó có những đặc điểm, những cải tiến, những trang bị gì mà để khách hàng có thể là bỏ tiền để đầu tư. Thì ngày hôm nay video này Kiệt sẽ giải đáp thắc mắc của tất cả các khách hàng trong thời gian vừa qua. Và mình sẽ quay một cách trực quan hơn để có quý khách hàng có thể dễ nắm, thì mình sẽ đi qua đây. Tại vì xe đời 2020 và 2021 thì nó đậu song song bên này, thì chúng ta sẽ có cái nhìn trực quan hơn về hai sản phẩm. Đó. Thì sẵn đây có hai xe 5 chỗ là V5L đời 2020 và V5L đời 2021, thì mình sẽ so sánh luôn đối để khách hàng có thể là có cái nhìn trực quan hơn. Đó. Thì điểm đầu tiên nè, về chìa khóa thì nếu mà hai dòng xe thì về đều sử dụng chìa khóa điện như nhau, không có gì thay đổi cả. Đây, trên tay mình hiện là chìa khóa của hai con xe. Đó. Như thế. Và cái điểm khác biệt đầu tiên là ở về mặt logo và nhận diện thương hiệu. Đó. Ở năm 2020 đảo về trước thì logo nhận diện thương hiệu là Đông Ben. Đó. Tức là tập đoàn Sinoray đã lấy tên đại diện ở Việt Nam và hoạt động cho thương hiệu của mình đó, là các dòng sản phẩm mang tên là Đông Ben. Nhưng sau năm 2021 thì tập đoàn Sinoray đã đổi tên thành SRM, tức là tên viết tắt của tập đoàn mình, để sản xuất các dòng sản phẩm về sau này sẽ có tên là SRM. Chính vì thế là đặc điểm nhận dạng đầu tiên là hai cái logo, thì chúng ta có thể thấy là đã có sự thay đổi rồi. Đó. Đó là sự thay đổi ở phía trước. Còn về phần phía sau, và cái điểm phân biệt thứ hai khi mà chúng ta nhìn từ phía sau xe, thì đối với các dòng Đông Ben X30 đời 2020 trở về trước, thì chúng ta có thể thấy là đằng sau cửa xe là chữ logo Đông Ben đó, được dập nổi và kéo dài theo cửa sau. Nhưng đối với đời 2021 thì logo đấy đã được đổi thành là SRM và dập nổi với chữ màu đỏ trên nền trắng của cửa xe, thì nhìn rất là nổi bật lên cái logo. Sự tối giản đó nó làm lên sự mạnh mẽ của xe. Và dưới cái logo á, thì các bạn cũng có thể thấy đây là cái cụm camera mà nhà máy đã được trang bị cho xe. Đó, camera lùi nha, đó là cái nâng cấp đầu tiên để con xe trở nên là có nhiều option hơn, nhiều sự lựa chọn hơn cho khách hàng. Và dưới cái camera lùi đó chính là cái hệ thống cảm biến. Đó, cảm biến lùi này được tích hợp với camera lùi, nó để nhận diện về các vật cản ở phía sau khi mà trường hợp tài xế ở phía trước lùi xe. Đó là hai cái nâng cấp có thể là đáng kể đối với cái dòng X30 này mà quý khách hàng có thể là thấy rõ. Và chúng ta sẽ tiến hành đi vào phía trong xe. Và ở khoang hàng, đầu tiên chúng ta sẽ đến với khoang hàng nha. Kiệt sẽ dỡ khoang hàng lên. Đấy, đây là khoang hàng bên trong. Ở cái điểm đặc điểm nhận dạng thứ hai ở bên trong khoang hàng á, là chính là cái vách ngăn của khoang hàng nha. Đây cũng là điều mà nhiều khách hàng liên hệ với mình rằng là tại sao đời 2020 đổ về trước lại nhà máy không sản xuất cái vách ngăn đó đi. Đó là cái sự lựa chọn mà khách hàng có thể là nhiều khách hàng có thể là nói với mình.
Đó. Và cái vách ngăn thì nhà máy đã bổ sung cho quý khách hàng từ sau năm 2021, tức là đã được bổ sung về vách ngăn kính, là không liên quan gì cho đến khoang hàng nữa, trong khi là vách ngăn của đời 2020 lại là một cái vách ngăn rào inox như thế này đó, vách ngăn rào inox. Thì có thể là vách ngăn rào inox này một số khách hàng cái quan điểm của họ là có thể là nó ảnh hưởng đến một cái công suất của cái dàn lạnh ở phía trước, tại vì khi mà cái dàn lạnh hoạt động thì mở cả cái vách ngăn này nữa thì cái dàn lạnh nó hoạt động tới phía sau khoang hàng thì nó sẽ ảnh hưởng đến công suất của máy lạnh thôi đó. Và ngược lại thì đối với cái khoang hàng mà xe đời 2021 thì khoang hàng và khoang hành khách nó được tách ra riêng biệt thông qua cái vách ngăn kính như thế này. Đó là cái đặc điểm nhận dạng và phân biệt thứ hai của khách hàng nha. Đó. Và ở cái đặc điểm nhận dạng thứ ba mà khách hàng cũng có thể là thấy khi mà chúng ta bước vào khoang nội thất của xe á, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng là ở vô lăng thì đã thay đổi về cái logo để trình bản vô lăng rồi. Và cái thứ hai nữa là cái màn hình táp lô. Đó. Và màn hình thông tin giải trí thì ở đời 2021 đã được trang bị là màn hình LCD rồi các bạn ạ. À. Và em màn hình này tích hợp với camera lùi, khi mà các bạn lùi xe thì nó sẽ hiện về cái màn hình đó. Và các nút điều chỉnh thì có thể thấy là thay đổi hoàn toàn về cái nút điều chỉnh máy lạnh và nút thông tin giao diện đều được cập nhật và bổ sung nâng cấp lên. Ở trên cái bảng táp lô thì chúng ta có thể thấy một cái thanh chrome trắng bóng chạy dài từ ghế phụ sang ghế lái, nhìn một phong cách thiết kế xe gắn là giống vào một số cái xe con trên thị trường hiện tại đấy, chứ không phải là một cái con xe tải mà thuần để chở hàng như là trước đó đời 2020 nữa đó. Khoang nội thất thì đây là chính là cái điểm khác biệt rõ ràng giữa hai dòng xe, thì như các bạn cũng có thể thấy. Vâng, vừa rồi là một cái bài so sánh của mình để khách hàng có thể là có một cái nhìn trực quan về hai dòng sản phẩm là X30 đời 2020 và X30 đời 2021 để cân đối cho mình cái dự định đầu tư. Thì đối với đời 2020 và đời 2021 như nãy giờ mình so sánh thì có một số cái nâng cấp vượt trội mà khách hàng có thể là quan tâm và đáng đầu tư đó. Thì như nãy giờ mình đã phân tích thì có thể là các bạn cũng có thể thấy về đời 2021 thì một số cái tính năng mà hầu như là các dòng xe ngày nay đều cần để có thể là chở hàng, ví dụ như là không chỉ đơn giản là về chở hàng mà còn là chở gia đình, chở người, và cái khả năng an toàn của xe có thể kể đến như là camera và cảm biến lùi đó, và một số cái đặc điểm nổi bật bên trong khoang nội thất. Còn ngoài ra là Dongben X30 đời 2020 thì nếu mà khách hàng có dự định đầu tư thì mình cũng xin để giá tốt lại luôn, tại vì bên mình hiện tại chỉ còn một xe thôi, bên mình nó bọc da sẵn rồi. Nếu mà khách hàng có dự định đầu tư thì có thể liên hệ mình để nhận giá ưu đãi tốt nhất đối với cái dòng sản phẩm này nha. Đây. Ok, video cũng khá dài rồi, mình xin kết thúc cái video tại đây. Thì nếu mà khách hàng có ý kiến đóng góp thì có thể comment bên dưới cái video này, hoặc là cần mình làm thêm những video gì thì có thể bình luận bên dưới. Nếu mà cái video này hay, bổ ích thì có thể là like, share và nhấn nút đăng ký kênh để mình có thể là cải thiện và phát huy và cho ra những video mới nhất để cho quý khách hàng có thể là xem xe ở trong mùa dịch như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. You get to be alive.